6 người bị sốc nhiệt khi đang tham gia giải chạy ở Hà Nội. Mới đây, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận cấp cứu và điều trị cho 6 bệnh nhân bị sốc nhiệt sau khi tham gia giải chạy marathon tại Hà Nội. Vào sáng ngày 13 tháng 10, khoa cấp cứu của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận 6 bệnh nhân trong tình trạng sốc nhiệt, rối loạn ý thức, lờ mờ, yếu cơ tứ chi, hạ huyết áp, da khô, thiểu niệu, xét nghiệm có tình trạng tăng men cơ, suy giảm chức năng thận. Qua khai thác nhanh, được biết 6 bệnh nhân đang tham gia giải chạy marathon. Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ tiến hành cấp cứu ban đầu, làm mát cơ thể, truyền dịch, theo dõi dấu hiệu sinh tồn, chức năng các tạng của người bệnh. Sau đó, 6 bệnh nhân được chuyển sang khoa hồi sức nội khoa và chống độc và khoa nội thận lọc máu để được tiếp tục điều trị. Hiện tại, tình trạng cả 6 bệnh nhân tạm thời ổn định, huyết động trong giới hạn, chức năng thận dần hồi phục. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thái Cường, chủ nhiệm khoa cấp cứu, cho biết rằng trong vài năm gần đây, tình trạng sốc nhiệt khi tham gia các giải chạy marathon và thể thao đường dài gia tăng. Sốc nhiệt do gắng sức hay gặp ở những người trẻ, khỏe mạnh, xảy ra sau phơi nhiễm với nhiệt độ môi trường tăng cao và đồng thời do sự sinh nhiệt lúc thể dục hay gắng sức và đặc biệt là những vận động viên không chuyên khi tham gia các giải chạy marathon. Sốc nhiệt làm tổn thương đa cơ quan, bao gồm hệ thần kinh trung ương, hô hấp, tuần hoàn, gan, thận và huyết học, gây ra tình trạng suy đa tạng nhanh chóng nếu như không được xử trí kịp thời, thậm chí có thể tử vong. Vì vậy, việc hiểu biết kiến thức về sốc nhiệt, dấu hiệu nhận biết sớm, cấp cứu kịp thời cũng như dự phòng sốc nhiệt là hết sức quan trọng, giúp chúng ta giảm được tỷ lệ bệnh tật và tử vong. Vậy làm thế nào để nhận biết tình trạng sốc nhiệt khi chơi thể thao? Một số dấu hiệu giúp mọi người nhận biết sớm tình trạng sốc nhiệt bao gồm rối loạn ý thức như hôn mê, cơn động kinh, rối loạn hô hấp, khó thở, suy hô hấp, rối loạn tim mạch, rối loạn nhịp tim, hạ huyết áp, thiểu niệu, kèm theo mệt mỏi, đau đầu, đỏ mặt, có thể nôn mửa, nhiệt độ cơ thể trên 40 độ C, da nóng và khô. Để hạn chế tình trạng sốc nhiệt, phải luôn quan tâm tới môi trường khi bạn luyện tập. Hãy cố gắng chọn thời gian mát mẻ trong ngày để luyện tập khi thời tiết nắng nóng. Ngoài ra, tránh luyện tập trong thời gian dài liên tục và nên có nhiều lượt nghỉ đan xen, ít nhất nên nghỉ sau 30 phút luyện tập.